Chúng tôi thuộc chương trình văn hóa nhân bản Lạc Việt. Hôm nay chúng tôi được gặp ông Phan Kỳ Nhơn là thiếu tá quân cảnh và đồng thời cũng là chủ tịch Liên ủy ban chống cộng sản và tay sai. Và xin ông có thể cho biết cái cảm nghĩ của ông khi đến đây tham dự cái buổi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ Việt Mỹ do Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ đàn em, đàn cháu của chúng ta, họ liên kết với cộng đồng Việt Nam ở đây. Thì xin ông cho biết cái cảm nghĩ của ông. Thưa anh Dẫn, thưa toàn thể đồng hương, đây là phải nói một cái sự hãnh diện cho người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta ở hải ngoại. Có được thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba nối tiếp, và điển hình là những thế hệ này đã trực tiếp vào quân lực Hoa Kỳ và có mặt ngày hôm nay ở đây. Tuy rằng buổi họp mặt ngày hôm nay không toàn bộ hết, nhưng mà nói lên cái tinh thần đối với một cái quê hương thứ hai của người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta, mà cái điển hình là cái thế hệ thứ hai, thứ ba đã trực tiếp và gia nhập vào quân lực của Hoa Kỳ. Đây là điều hãnh diện chung của người Việt chúng ta. Và cái điều thứ hai là nói lên cái gì? Nói lên cái tinh thần nối tiếp cha ông đã một thời đã chiến đấu ở miền Nam để bảo vệ miền Nam, nhưng mà chúng ta không làm được việc đó vì cái bàn cờ của thế giới mà chúng ta phải mất miền Nam, rơi vào tay cộng sản. Nhưng ngày hôm nay cái buổi lễ này nói lên cái tinh thần nối tiếp của thế hệ thứ hai, thứ ba, đó là điều hãnh diện. Và chúng tôi thế hệ thứ nhất đã lớn tuổi rồi, thì chắc chắn là cũng theo định luật của thời gian rồi cũng phải đi thôi. Nhưng mà chúng tôi rất yên tâm, yên chí có thế hệ thứ hai nối tiếp. Và thế hệ này thứ hai này nó có hai cái nhiệm vụ rất rõ ràng. Cái nhiệm vụ thứ nhất là đối với cái quê hương, cái đất nước cưu mang người Việt tị nạn cộng sản, là các cháu đã dấn thân vào quân lực của Hoa Kỳ. Và cái nhiệm vụ thứ hai chắc chắn là các cháu sẽ nối tiếp cái truyền thống của cha ông trong suốt chiều dài để bảo vệ miền Nam. Mặc dù hiện tại chúng ta chưa làm được việc đó, cái thế hệ chúng ta, nhưng mà tôi nghĩ rằng thế hệ các cháu tương lai sẽ làm được việc đó. Dạ thưa, có cái dư luận nói rằng thì là cái thế hệ của chúng ta, nghĩa là cả ông và của tôi chết đi thì dư luận của Việt Cộng họ nói rằng không, giới trẻ không còn có ai mà nối tiếp cái việc chống cộng, và cái việc chống cộng là cũ rồi. Thì bây giờ cái sự kiện ngày hôm nay nó xảy ra thì cái điều đó thì ông nghĩ sao? Và cái điều đó là hoàn toàn nó, ông nghĩ như thế nào về cái tuyên truyền của ông? Thưa nhận, thưa toàn thể, đó là những luận điệu xuyên tạc mà thôi. Sự thật trong cái dòng máu của dân tộc Việt Nam lúc nào cũng là dòng máu bảo vệ quê hương và đất nước. Đặc giả sử thế hệ chúng tôi qua đi, nhưng mà thế hệ nối tiếp cũng noi vào cái lịch sử đó mà nối tiếp cái vai trò của mình. Vì tôi nghĩ rằng không có ai mà không nghĩ tới quê hương dân tộc. Mà đối với đảng Cộng sản hiện tại là đảng Cộng sản một đảng bán nước một cách rõ ràng, và buôn dân bán nước một cách rõ ràng. Thành ra người dân không nói riêng, không riêng gì ở đây, nhưng mà ở trong nước, người dân trong nước cũng ý thức được chuyện đó. Vâng, xin cảm ơn ông.